Chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi chia sẻ tới các quý vị về cái mẫu cửa cuốn khe thoáng loại rẻ nhất cũng như là tính giá cái bộ cửa cuốn khe thoáng có chiều rộng lọt sáng là 3 m, chiều cao lọt sáng là 4 m để các vị có thể biết được cái bộ cửa mà khoảng đấy thì giá bao nhiêu tiền, bởi vì những cái chiều cao mà nó sáng là 4 mét thì thường thường là những nhà có cửa lách. Thì trước tiên tôi giới thiệu qua là bên chúng tôi là cung cấp các loại cửa cuốn, cái website giới thiệu sản phẩm cũng như hình ảnh các công trình có là để đường link bên dưới là villastargroup.vn. Trong trường hợp các vị đặt hàng có thể liên hệ theo số điện thoại là 0982 802 286. Đấy, trở lại với video của ngày hôm nay thì trước tiên là cái loại để các vị xem là cái mẫu cửa cuốn khe thoáng loại rẻ nhất thì cái lan của nó như này đấy, màu sắc cũng như thế này đấy. Đấy, chúng ta quan sát mặt cắt đây lan đấy. Bây giờ tôi tính giá bộ cửa cuốn khe thoáng có chiều rộng mặt sáng là 3 m nha. Đấy, rộng mặt sáng bằng 3.000 này. Thì khi là cái phụ bì của nó hai bên là dãy của nó là mỗi bên 7 phân dưới thì hai bên là 15 phân, như vậy là rộng phụ bì. Đấy, cao lọt sáng này bằng 4 mét này. Thì chúng ta có thể thấy cao phụ bì bằng 4150, 4450, quả lô là như vậy. Đấy, bây chúng ta nhân diện tích bộ cửa này nhá. Đấy, bỏ đi đơn vị thành mét cho nó nhanh. 55 25 2, 51 5 2 7, 53 15, 45 20, 0 4, 41 4, 2 6, 43 12. Bộ cửa này bằng 14,01 m². Đấy, 14,01 m² thì tôi làm tròn 14 m. Vậy chúng ta nhân với đơn giá cửa này là 1 triệu lắp đặt hoàn thiện, là 1.200.000 đồng 1 m, bao gồm đầy đủ dây giá khóa và lắp đặt hoàn thiện là 1.200.000 nha. 1.200.000. 1.200.000. Chúng ta nhân 2.418 này, 21 2 này, 14 này, thì nó ra là 16.800.000. Đấy, 16.800.000 mà chúng ta cộng thêm cái motor nữa, 5 triệu nữa, motor 5 triệu. Có nhiều loại nhưng chúng ta dùng loại 5 triệu cũng được. Tổng một cửa này là 21.800.000. Đấy, 21.800.000. Đấy, video này tôi chia sẻ cũng như tính giá bộ cửa cuốn loại rẻ nhất là như vậy. Nếu mà có ai hỏi thêm gì thì để lại bình luận bên dưới. Đấy, cái 21.800.000, còn các vị dùng lưu điện thì cộng thêm lưu điện nữa, và ngoài ra nếu các vị ốp vào lưu thì mất thêm một chi phí ốp vào lưu. Đấy, video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới nha.